chào các bạn trong các bài hình trước chúng ta đã thực hành về cấu trúc lập for trong bài hình hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cấu trúc lập dữ liệu nữa bên trong kỹ thuật lập trình php đó là cấu trúc lập while sử dụng lập while cũng thực hiện công việc được lập đi lập lại nhiều lần vòng lập for mà chúng ta thực hiện trong các bài thực hành trước cũng thực hiện công việc được lập đi lập lại nhiều lần Do đó là từ vòng lập for chúng ta có thể chuyển qua vòng lập y đều được cả. Thì đây là công dụng thứ nhất của vòng lập y. Có nghĩa là những cái bài thực hành mà lúc trước các bạn dùng vòng lập for để các bạn thực hiện thì bây giờ các bạn có thể áp dụng vòng lập y để chúng ta sửa lại đều được cả. Thì công dụng thứ nhất là từ vòng lập for chúng ta có thể chuyển qua được vòng lập y thì đây là công dụng thứ nhất đầu tiên của cái vòng lập quay của chúng ta thì để chuyển đổi từ vòng lập for sang vòng lập quay thì các bạn có thể tham khảo cú pháp như hình ở đây thì đối với lập for thì chúng ta cần có ba tham số tham số thứ nhất của lập for là biến điếm bằng giá trị khởi đầu thì đây là cái giá trị khởi đầu của biến điếm và tham số thứ hai là cái giới hạn của biến đếm. Khi cái biến đếm của chúng ta vượt quá giới hạn của biến đếm thì vòng lập for sẽ kết thúc. Và mỗi lần khi chúng ta lập dữ liệu thì cái giá trị lập của biến đếm nó sẽ được tăng lên một đơn vị. Và bên trong này là cái khối lệnh. Có nghĩa là khi là cái biến đếm của chúng ta còn nằm trong cái phạm vi giới hạn của biến đếm thì các khối lệnh này sẽ được thực. Còn khi nào biến đếm của chúng ta mà nó vượt quá giới hạn của biến đếm thì khối lệnh của chúng ta sẽ không được thực hiện và vòng lập for sẽ kết thúc khi chúng ta chuyển sang vòng lập y thì cái cách khai báo chúng ta cũng gần giống như vậy thì đầu tiên trước cái vòng y này thì chúng ta cũng có cái biến điểm bằng giá trị bắt đầu thì trong lập for thì cái biến điểm bằng giá trị bắt đầu là chúng ta đặt bên trong for luôn còn đối với y thì cái khởi gán của biến điểm của chúng ta chúng ta sẽ đặt trước cái vòng lập y và cái giới hạn của biến điểm là chúng ta sẽ đặt bên trong cái điều kiện của y y và phía trong này là cái giới hạn của biến điếm và khi vòng lập y của chúng ta còn thỏa điều kiện có nghĩa là cái biến điếm của chúng ta nó chưa vượt quá giới hạn của biến điếm thì lúc giờ các khối lệnh sẽ được thực hiện và cái phần giá trị lập của biến điểm được tăng lên sẽ đặt phía dưới các khối lệnh này có nghĩa là đặt sau cùng trong cái vòng quay thì đối với vòng lập for thì cái giá trị lập của biến điểm nó sẽ là cái tham số thứ ba của vòng lập for còn đối với quay thì cái giá trị lập của biến điểm là nó nằm cuối của cái lệnh quay của chúng ta và bạn thấy là hai cấu trúc này là gần như là giống nhau nhưng mà chỉ có khác về cách thay báo thôi thì cấu trúc lập quay này cũng để dùng để lập dữ liệu và for là cũng để lập dữ liệu nhưng mà sau này thì for thì sẽ có một số trường hợp lập dữ liệu là chúng ta không thể dùng for được mà chúng ta phải dùng while thì mới được thì đó là cái công dụng thứ hai của cái vòng lập while thì cái công dụng thứ hai này thì chúng ta sẽ bàn luận sau thì ở đây để chuyển đổi từ for sang while thì các bạn ở đây ví dụ chúng ta sẽ lấy một cái bài tập nhỏ một cái ví dụ nhỏ là chúng ta sẽ tính tổng các số từ 1 tới 10 và cái bài tập này là chúng ta sẽ áp dụng cả hai cách là chúng ta có thể dùng for hoặc là chúng ta có thể dùng while để giải quyết bài toán này. Thì để tính tổng các số từ 1 tới 10 thì ví dụ chúng ta dùng for thì đầu tiên bạn thấy đây chúng ta sẽ khởi gán giá trị cho biến tổng là không Thì khi dùng while thì bên đây chúng ta cũng khởi gán biến tổng là bằng bằng 0 trong kho thì cái biến điểm y của chúng ta đầu tiên thì cái giá trị khởi đầu chúng ta sẽ đặt là một vì khi chúng ta tính tổng từ 1 tới 10 thì cái giá trị bắt đầu của chúng ta cộng đó là chúng ta lấy 1 rồi sau đó chúng ta cộng với 2 cộng với 3 cộng với 4 rồi cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 10 thì cái giá trị bắt đầu của chúng ta là chúng ta lấy số 1 chúng ta cộng do đó cái giá trị khởi đầu ở đây chúng ta sẽ là 1 thì đối với for thì cái giá trị khởi đầu của biến điếm y này là chúng ta đặt ở tham số thứ nhất của for còn đối với y thì cái giá trị khởi đầu của biến điếm là chúng ta sẽ đặt trước cái cái y này chúng ta đặt ở đây thì đây là cái giới hạn của biến điếm của chúng ta thì nếu điều kiện này thỏa thì lúc giờ chúng ta mới thực hiện lấy là tổng bằng tổng cộng y còn đối với vòng lập y thì cái giới hạn của biến điếm của chúng ta là chúng ta sẽ đặt bên trong cái điều kiện của vòng lập y này y tức là trong khi là giới hạn của biến điểm y còn nhỏ hơn 10 thì chúng ta cũng thực hiện lệnh là tổng bằng tổng cộng y đối với for thì cái giá trị lập của cái biến điểm y này là y cộng cộng thì chúng ta để ở tham số thứ ba của vòng for còn đối với vòng lập y thì cái giá trị lập của biến y này y cộng cộng này là chúng ta sẽ đặt sau cùng bên trong là quay này và sau đó chúng ta echo biến tổng này ra bên đây thì chúng ta cũng echo biến tổng ra thì về mặt khai báo thì nó hơi khác chút xíu thôi chúng ta vẫn có thể tính tổng được các số từ 1 tới 10 do đó là chúng ta hoàn toàn có thể dùng vòng lập quay để chuyển đổi những cái gì mà chúng ta sử dụng bên vòng lập for qua được vòng lập quay có nghĩa là chúng ta có thể chuyển đổi từ for qua quay được có một cái sự khác biệt giữa vòng lập while và vòng lập for là khi ta sử dụng vòng lập while thì sẽ có một số trường hợp ta không thể nào chuyển qua vòng lập for được do đó đây là cái công dụng thứ hai của vòng lập while khi công việc ta không xác định được số lần lập thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng vòng lập while ví dụ là ở đây ví dụ chúng ta lấy một cái ví dụ nhỏ là khi chúng ta muốn hiển thị một cái thông báo là bạn có thích đi chơi với tôi không ví dụ như là khi người ta trả lời là đồng ý thì lúc bây giờ chúng ta mới dừng lại được cái thông báo này còn nếu người ta trả lời là không đồng ý thì chúng ta không dừng cái thông báo này lại được thì lúc giờ chúng ta không biết được là khi nào người ta sẽ trả lời là đồng ý hay là không đồng ý do đó là số lần mà cái người dùng trả lời đồng ý hay không đồng ý là chúng ta không xác định được vì nếu họ cứ trả lời là không đồng ý thì chúng ta cứ lập hoài chúng ta lập cho tới khi nào mà người dùng trả lời là đồng ý thì lúc bây giờ chúng ta mới tắt được cái thông báo đó thì do đó là đối với cái vòng lập hoài là khi chúng ta không xác định được cái số lần lập là bao nhiêu thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng vòng lập hoài còn đối với for thì để sử dụng được for thì ta phải biết được số lần lập thì lúc giờ chúng ta mới làm được khi sử dụng vòng lập for thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển được qua vòng lập while còn những cái công việc lập dữ liệu mà chúng ta không xác định được số lần lập thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải sử dụng while ví dụ như là sau này khi chúng ta muốn xử lý dữ liệu dạng tập tin TXT hay là tập tin XML hay là chúng ta đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu database MySQL ra thì lúc giờ khi chúng ta đọc nội dung file lên thì chúng ta không biết là trong file của chúng ta là có bao nhiêu dòng do đó chúng ta cứ đọc cứ đọc lên và chúng ta đọc cho tới khi nào là cái con trỏ của chúng ta nó đi tới cuối file thì chúng ta mới dừng được do đó là chúng ta chỉ biết được điều kiện là công việc đọc dữ liệu của chúng ta là nó sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi nào là con chỏ tới cuối file thì chúng ta mới dừng lại được có nghĩa là khi nào hết dữ liệu thì chúng ta mới dừng lại được thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải sử dụng và lập quay thì chúng ta mới giải quyết được về phần dữ liệu thì sau này chúng ta có thể dùng là dữ liệu dạng txt xml hay là cơ sở dữ liệu mysql thì đối với dạng lập dữ liệu mà chúng ta không xác định được số lần lập thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng quay chứ chúng ta không dùng for được thì đó là cái sự khác biệt giữa cái vòng lập while và for và đây cũng là cái công dụng thứ hai của cái vòng lập while thì về cái công dụng thứ hai này thì sau này chúng ta sẽ có các bài tập về cái công dụng thứ hai này ví dụ như là sau này chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ tập tin lên hay là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ file xml hay là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu mysql lên bây giờ các bạn hãy thử làm cái ví dụ tính tổng số từ 1 tới 10 mà chúng ta sử dụng for và chúng ta sử dụng why để chúng ta so sánh giữa hai cái cấu trúc for và why này bây giờ các bạn hãy khởi động chương trình Remover lên sau đó các bạn nhớ là các bạn cũng hãy khởi động chương trình one server lên trong Remover thì các bạn hãy tạo một cái trang web mới ở đây ví dụ chúng ta đặt là ví dụ for và why bây giờ các bạn hãy mở trang web này lên, các bạn nhớ là chúng ta đứng ở chế độ code, tiêu đề của trang web là chúng ta sẽ đặt tên ví dụ như là so sánh cách lập dữ liệu giữa for và while. Bây giờ các bạn hãy viết code biệt bên trong phần thẻ body này thì về viết copy bp các bạn hãy đặt bên trong thẻ body hoặc là các bạn viết ở phía trên đầu phía trên cùng trước cái đóc thai html này cũng được ví dụ chúng ta sẽ viết bên trong phần body này ví dụ là để tính tổng các số từ 1 tới 10 thì đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi gán một cái biến tổng là bằng bằng không bây giờ để tính tổng từ 1 tới 10 thì có nghĩa là chúng ta lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10 thì lúc giờ chúng ta thấy công việc là nó sẽ được lặp đi lặp lại mà mỗi lần thì cái cộng của chúng ta là nó sẽ tăng lên một đơn vị do đó là chúng ta có thể áp dụng lập for thì cái bài tính tổng này thì lúc trước chúng ta cũng đã có làm rồi do đó giờ chúng ta hãy thử làm nhưng bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa for và while thì đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng vào for cái tham số thứ nhất của lập for của chúng ta đó là cái giá trị khởi đầu của biến điếm ở đây chúng ta sẽ tạo một cái biến điếm y và chúng ta cho cái giá trị khởi đầu của nó là bằng bằng 1 vì đầu tiên là chúng ta phải lấy số 1 chúng ta cộng trước cho đó cái giá trị bắt đầu của nó sẽ là 1 và cái giới hạn của cái biến điểm y của chúng ta ở đây là chúng ta chỉ lập dữ liệu với điều kiện là y của chúng ta còn nhỏ hơn hoặc bằng bằng 10 và mỗi lần lập dữ liệu thì cái biến điếm y của chúng ta sẽ tăng lên một đơn vị do đó chỗ này chúng ta để là y cộng cộng và khi thỏa điều kiện là y còn nhỏ hơn 10 thì chúng ta sẽ lấy tổng cộng bằng y thì tổng cộng bằng y là tương đương là tổng bằng tổng cộng y Bây giờ sau khi xong thì chúng ta thử echo cái biến tổng này ra để chúng ta xem coi biến tổng của chúng ta có giá trị khi cộng lại là nó sẽ là bao nhiêu các bạn lưu lại thì đối với một lập for này thì đầu tiên là y bằng 1 trường hợp đầu tiên y bằng 1 thì y vẫn còn nhỏ hơn 10 do đó là tổng bằng tổng công y mà tổng đầu tiên của chúng ta là bằng 0 do đó là 0 cộng với 1 vì y của chúng ta lần đầu là y bằng 1 vậy là đầu tiên thì tổng của chúng ta là sẽ bằng bằng 1 sau đó là y của chúng ta tăng lên một đơn vị vậy y bây giờ sẽ bằng 2 2 thì vẫn còn nhỏ hơn 10 do đó là cái lệnh tổng bằng tổng của y này sẽ tiếp tục thực hiện mà tổng của chúng ta hồi nãy bằng 1 mà y bây giờ là bằng 2 do đó cộng lại là nó sẽ lấy là 1 cộng 2 sẽ bằng 3 và cứ thế thì cái mỗi lần biến y của chúng ta tăng lên đơn vị thì chúng ta sẽ cộng dồn cái giá trị tổng với biến y thì chúng ta sẽ tính được tổng của cái số từ 1 tới 10 bây giờ các bạn có thể xuất ra thử thì biến tổng của chúng ta bây giờ là 55 thì 55 này có nghĩa là tổng của các số từ 1 tới 10 có nghĩa là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10 thì chúng ta sẽ được giá trị tổng là 55 bây giờ cũng với bài tập này nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lập Y để chúng ta làm Ví dụ ở đây các bạn hãy khóa cái đoạn code này lại Bây giờ chúng ta sẽ dùng Y để chúng ta làm ở đây các bạn giữ lại để các bạn so sánh cái đoạn có thôi Thì đối với Y Nếu mà chúng ta sử dụng là Y để chúng ta làm bài này Thì đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ gán cái biến tổng là bằng Bằng không thì đối với y thì giá trị của biến điếm khởi đầu là chúng ta sẽ đặt trước vào lập y do đó là chỗ này chúng ta sẽ khởi động cái biến y là bằng bằng một và chúng ta sẽ thực hiện vào lập y chỗ này thì trong lập y thì cái giới hạn của biến điếm thì cái giới hạn của biến điếm là cái này là chúng ta sẽ đặt bên trong lập y còn đối với y thì cái giá trị bắt đầu của cái biến điểm y này là chúng ta sẽ đặt trước y for thì chúng ta đặt trong đây còn y thì cái giá trị khởi đầu của biến y là chúng ta sẽ đặt trước cái cái chữ y này thì cái giới hạn của biến điểm y của chúng ta chỗ này là điều kiện nó còn nhỏ hơn là bằng bằng 10 thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lệnh là tổng bằng tổng cộng y thì tổng bằng tổng cộng y có nghĩa là tổng cộng bằng y và sau đó là chúng ta phải tăng cái giá trị lập lên thì cái giá trị lập tăng lên trong một for là chúng ta sẽ để ở tham số thứ ba của for còn đối với vòng lập while là cái phần cái giá trị lập chúng ta tăng lên là chúng ta sẽ để ở cái dòng lệnh cuối cùng do đó chỗ này là chúng ta sẽ tăng cái biến nếm y lên một đơn vị có nghĩa là mỗi lần lập là chúng ta sẽ tăng biến nếm y lên một đơn vị sau đó chúng ta cũng xuất thử cái biến tổng ra ở đây các bạn echo biến tổng ra các bạn lưu lại thì đầu tiên thì biến điểm y của chúng ta được khởi gán giá trị là bằng 1 và lúc giờ dòng lọc y mới chạy vô là nó sẽ kiểm tra điều kiện liền là y nó có nhỏ hơn 10 hay không thì điều kiện này thỏa thì lúc giờ nó sẽ thực hiện cái lệnh tổng bằng tổng công y này vậy bây giờ tổng của chúng ta đầu tiên là không mà y của chúng ta lần đầu tiên là bằng 1 do đó là giá trị của biến tổng của chúng ta bây giờ sẽ là là một cho lần lập đầu tiên sau đó y của chúng ta được tăng lên một đơn vị có nghĩa là y bây giờ chúng ta bằng 2 thì 2 thì nó vẫn còn nhỏ hơn 10 thì tiếp tục nó sẽ hiện lệnh tổng bằng tổng của y nữa do đó bây giờ tổng của chúng ta bằng 1 mà cộng cho y trong hợp này y bằng 2 vậy là nó sẽ lấy 1 cộng 2 vậy là trường hợp ở lần hợp thứ hai thì tổng của chúng ta sẽ bằng 3 cứ thế nó sẽ lập tới khi nào cái điều kiện y không còn nhỏ hơn 10 nữa thì cái giờ lập y này nó sẽ thoát ra ngoài thì mỗi lần lập như vậy y của chúng ta tăng lên một và cái biến tổng này chúng ta cũng cộng dồn cho cái giá trị của biến y ví dụ như là y của chúng ta ở trên bằng 3 thì chúng ta sẽ lấy y chúng ta cộng cho cái tổng cũ thì chúng ta sẽ ra giá trị của cái biến tổng và chúng ta cộng dồn lên thì bây giờ các bạn hãy thử xuất ra thử thì bạn thấy là cái giá trị biến tổng của chúng ta ở đây vẫn là bằng 55 giống như là khi chúng ta sử dụng bằng lập for Do đó bạn thấy là đối với vòng lập for thì chúng ta có thể chuyển đổi bằng vòng lập y đều được cả. Thì đây là cái công dụng thứ nhất của vòng lập y. Thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự chuyển đổi từ vòng for qua vòng lập y và chúng ta tìm hiểu về cái cái ứng dụng của vòng lập y trong kỹ thuật lập trình PHP thì đối với vòng quay thì nó còn một cái ứng dụng thứ hai nữa công dụng thứ hai nữa là sau này chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ tập tin ra hay là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ cái tập tin XML hay là chúng ta đọc dữ liệu từ database ra thì cái này thì chúng ta sẽ thực hành trong những cái bài lab sau này còn công dụng thứ nhất trong cái vòng lập quay là chúng ta có thể chuyển đổi toàn bộ những cái gì mà chúng ta sử dụng bằng for qua vòng lặp quay đều được cả thì các bạn hãy thử thành bài lắp này